Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi lên nghịch ngu bằng khẩu A12 VIP. Vâng, cầm cái khẩu này vào thì nếu mà bắn ngu ngu một tí kiểu gì đồng đội nó cũng chửi. Ok, để mình canh khu vực hẻm A này. Nãy thì thằng kia cầm Stark 12 ăn mình. Đây rồi, nó lại đi vào. Thì mệnh, tao sợ mệnh. Tao lại sợ mệnh quá cơ. Úi dồi ôi, headshot kìa. Vâng, có người đã phát hiện ra mình. Ghê quá. Đấy, nó cầm Spark 12, không biết nó dùng cái chiêu thức gì mà nó sốc mình đúng một viên là mình đi. Và mình cứ tưởng hack cơ. Bây giờ thì mình đã biết là không phải hack rồi. À, mic này. Nó vừa vào ăn thằng trong mic và bước ra cửa mic. Không biết là nó đẩy lên đây hay là nó sẽ... Úi dồi ôi, nó ném bom kìa. Mình thấy bắn chết bên B. Hay là nó để sang B ra. Vẫn còn đúng hai người. C, B, thằng nào rời trò chơi đấy. Úi dồi, team bạn rời kìa. Đang hơn tự dưng rời. Kinh quá nè. Anh em đâu, đẩy vào nào. Thằng kia móc nhà. Mình sẽ móc dưới này. Rồi, hay quá. Giết thêm được một thằng. Mình sẽ tương bom vào. Không có ai. À, trong bom sai kìa. Trong bom sai một. Bắn đi. Úi dồi ôi, để xây chết. Này thì xây chết. Xây chết bạn ta này. Úi dồi, nó yếu vãi cả xoài. Đéo thì tin được. Rồi gỡ bom luôn. Thằng này nó chơi lấp ló câu giờ. Không kịp rồi. Cày thế. Cái thằng kia nó lấp ló một câu giờ mình anh em ạ. Nó không lao lên luôn mà. Nó chỉ đứng sau cửa nó bắn thôi. Khốn nạn thế là cùng. Ok. Thể hiện vờ cờ. Biết ngay mà. Kiểu gì cũng có thằng chửi. Chắc chắn luôn. Mày cầm mấy khẩu súng shotgun mà đi rank ấy, kiểu gì cũng bị chửi thôi. Tại vì một là hack, hai là bắn ngu. Ui gì đấy. Thằng kia nó đẩy lên nhà team bạn. Vâng, cái kia là nằm xuống. Đi lẻ thế kia. Mình team mua Boris. Thủ nhà thôi. Cần gì phải lên đâu. Nó ném bom chết người rồi. Úi dồi ôi, úi dồi, đông thế. Đông thế. Spark 12 này. Này thì Spark 12 này. Úi dồi ôi, cái gì mà lao lên này. Biệt ngay mà. Còn một thằng bên B nữa thôi. Anh em đâu? Vào vào luộc nó nào. Chiên nó như chiên trứng nào. Đấy, lao vào. Để những thằng nhiều máu lao vào trước. Úi dồi. Trời ơi, định mệnh. Cố để những thằng nhiều máu lao vào trước rồi. Nhưng vẫn bị bắn. Đậu xanh. Xong cái số tôi đỏ đấy nhở. Toàn bị bắn thôi. Thế là nó thấy cầm súng to ấy. Để súng mình to. Khoai to thì không lo chết đói ấy, anh em hiểu không. Khoai to thì không lo thiếu đạn vào mình. Để thiếu đạn vào mồm ấy. Nó cho ăn đạn. Thằng này lại đi chung với mình này. Nó lại đẩy lên nhà team bạn rồi. Vãi xoài. Đấy, bắn thế thì làm sao mà win được. Vâng, đẩy lên và clear team bạn này. Mới hay chứ, định mệnh. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, yếu rồi. Hai thằng này yếu rồi. Vâng, một thằng trừ 45 là mình biết yếu rồi. Chỉ cần đứng mà sốc thôi. Lên đây, mày lên đây. Ơ kìa, nó bắn chết thằng nào ở bên B kìa. Thằng nó đẩy qua B ra. Để mình đợi thêm một lát nữa, mình sẽ sang B. Rồi, nó đi lên hẻm A. Bị bắn chết rồi. Mình được kênh A thôi. Shotgun thì kênh A rất là tuyệt vời. B thì mình kênh không quen. B khoảng kích nó quá xa để mình kênh. Khẩu này bắn
khoảng cách gần thôi, chứ còn xa quá thì thực sự nó không có đam. Đam chỉ nó mười mấy thôi, không ăn thua. Khẩu này rất là phế vật. Tuy là VIP nhưng nó cũng hơn mấy cái khẩu như là hồi trước mình bắn XM14 ấy. Một tí gì đấy thôi. Giờ clip rồi, bắn đi đâu vậy? Bắn đi đâu vậy ba? Bắn chim à? Tuy nhiên cầm sniper bắn dưới đất rồi bắn lên trời, không biết là bắn đi đâu. Nó mò cua bắt cá gì gì đấy, chả biết nữa. Còn một thằng nữa. Rồi ok. Ok, mình sang vòng khác nha. Đã nghỉ ngu rong rành ý thì phải đi nhiều vòng nó mới vui. Ok, chúng ta sẽ sang phòng này để xem anh em phòng này phản ứng như thế nào. Ui, sao đi phòng nào có người biết thế này? Và cái tên của mình thực sự là không đổi nên anh em sẽ biết. Ok, hello bạn nha. Rồi, mình sẽ thủ khu vực HL. Và khu vực này thì nó rất là hẹp. Đối với những cái khẩu shotgun thì thực sự những cái chỗ hẹp là những cái chỗ bá nhất của nó. Mà chưa ăn thua đâu. Mấy khẩu shotgun này nó ảo lắm. Đôi khi tầm gần nó shot không chết người chứ. Ok, nó đẩy lên hết rào rồi. Mình thấy anh em ở rào chết rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chỉ việc đi vào la liếm thôi. Đơn giản. Đây rồi, úi xồi, đồng thế. Cầm dao ấy. Cầm dao. Cầm dao làm gì vậy? Úi giời, không trúng luôn kìa. Vãi xoài. Vãi xoài, nó yếu. Yếu không thể tả được. Rồi, úi giời. Tầm này cầm dao mà chém cũng được, chứ đừng nói mà cầm súng bắn. Quá là ghê. Khẩu này cực kỳ yếu. Mệnh. Có clip không anh? Vâng, nó biết rồi. Cái này phải tìm một cái arc gì đấy nó khác khác tên cơ. Đánh nghịch ngu mới vui. Anh em mới phản ứng được. Chứ bây giờ thực sự có mặt mình biết rồi. Biết hết cả rồi. À đi vào này. Đi vào. Úi trời ơi. Tầm này xóa thôi. À kìa, con kìa. Thế rồi. Bố mày lao ra luôn. Bố mày lao. Úi dồi ôi, KS hàng kia. Con lợn này. Thì mệnh, tin ăn rồi. Vẫn bị KS. Nó để vào A kìa. Úi dồi ôi, nó vào tận A luôn rồi. Còn nó vào A, nó ăn, nó ỉa, nó ở đấy. Mình sẽ đi vào mic móc lên đi. Mic móc lên cho nó chất. À, ok tôi xong rồi, xa thế. Bắn đéo trúng viên nào. Địt mệnh. Trúng thì chỉ được 8 HP. Phải xoài. Vâng, nó cái độ tòa của nó rất là rộng. Thực sự rất là khó chịu. Ôi, mình tính móc thẳng lên bom xe A thôi. Cái deck nào đi từ ngoài rào đi vào. Khắm bờ lờ. Quả đấy mình cũng hết hồn. Bị mệnh tự dưng. Thằng nào ấy đâm đầu từ rào đi vào hết hồn. Chỉ như ú hòa ấy. Để xem thằng nào dám đi vào HL nữa không. Cứ tổ chức dân sự đi vào HL đi. Mình sẵn sàng. Ăn tết. Ok. Úi dồi, mình bán sớm rồi. Úi tôi xong rồi. Lỗi rồi. Tính ném quả bom để cho nó yếu. Ê em hiểu không? Quả đấy đáng nhẽ mình ra sấy luôn. Vâng. Đôi khi khôn quá cũng thì ngu anh em ạ. Khôn nhưng phải nhanh cơ. Vâng, mình sực nhớ ra là có quả bom. Mình muốn dùng quả bom để cấu một ít. Ra sóc cho nó nhanh. Không ngờ là quả đấy mình đã tự bóp dài. Bây giờ mình sẽ không bóp dài mình nữa. Mình sẽ chuẩn bị bom trước. Nghe tiếng chân và ném thôi. À, nó đi B kìa. Úi dồi,
vẫn có thằng đi A này. Đi mệnh đùa. Ôi tôi xong rồi, tôi xong rồi. Gãy, nó đục thùng. Nó đục thùng chết em ạ. Khó rồi. Quả đấy mình cứ quen tay toàn thay đạn. Quả đấy phải lao vào bắn luôn cơ. Rồi cũng xong rồi, thua rồi. Cày thế. Anh em lại cứ thủ A hết. A thì sợ gì, có mình ở đây cây rồi. Ông nội ân shotgun. Vâng, cầm shotgun cho nó chất bạn này. Chất chơi người rơi. Bọn nó trông bonsai hết rồi. Mỗi thằng một đường một công vào thôi. Rồi gãy. 10 HP, gãy. Khó rồi, 2 viết 1 không ăn. Không ăn đường thì khó rồi. Đã nhé, phải công vào một lúc cơ. Thằng kia còn lấp ló ngoài cửa. Đâm ra thì không thể thành công được. Có lẽ trận này mình phải dừng clip sớm để bật kèo bằng AK VIP thôi. Vâng, phải bắn AK VIP kìa. Bọn nó mới chịu chừa. Còn bắn AA-12 thì thực sự không ăn thua. Úi dồi, đông thế. Bình tĩnh. Trời ơi, có bom nó cấu máu. Cấu máu, úi dồi, đông thế. Rồi, thôi xong rồi, hai thằng. Thằng kia 65. Vâng, sốc như thế, chết có hai thằng. Định mệnh, đùa. Đùa thật ý. Vâng, quả sốc đi vào lòng người. Mà thằng kia chỉ được 65. Tầm đấy phải cấu được nhiều máu lắm chứ. Shotgun nó hơi hư cấu em ạ. Nó fix dam lại rất là yếu. Mình không thể tin được là nó fix dam quá yếu. Shotgun tầm gần phải mạnh chứ. Tầm gần như thế là phải mạnh. Còn xa thì mình không nói. Gần như thế là phải mạnh chứ. Shotgun mà như thế thì bắn thế đéo vào được. Úi dồi ôi.